Hello mọi người, trên tay mình là một cái mẫu tai nghe cao cấp dành cho những bạn nào thích chơi thể thao Đây là Oladance OWS Pro Chiếc tai nghe này theo mình trao đổi với hãng thì nó có bốn màu sắc Màu xanh đọt chuối, nè, màu hồng, màu đen cũng như là màu trắng mình đang có trên tay ở đây Mời mọi người cùng mình mở hộp em nó ha Trong cái bộ sản phẩm chính thì chúng ta sẽ có một cái quyển sách như thế này Quyển sách này nó sẽ đề cập đến những cái thông số chính cũng như là hướng dẫn ta sử dụng ha rồi một cái sợi cáp ngắn như thế này USB-A sang USB-C để sạc Có bọc dù đàng hoàng rất là chỉnh chu Cũng như là nhân vật chính chúng ta rồi, lần đầu mình cầm trên tay cái con OlaDense OWS Pro này á, thì mình thấy nó rất là đẹp luôn Nó được thiết kế trông như một cái món phụ kiện thời trang của chúng ta vậy đó Thì cái hộp sạc này mình cảm giác là họ phủ một cái lớp cao su để chúng ta dễ dàng cầm nắm, nó bám tay hơn một chút Nhưng mà cái điểm hay mình thấy nó là nó không có để lại nhiều các cái dấu vân tay như một số cái sản phẩm khác Trên trước này nó có một cái logo của Oladens nè Cũng như là một cái cổng sạc ở ngay phía sau Cổng sạc này là USB-C ha rồi mở ra chúng ta sẽ có ngay như một chính đây nhìn đẹp ha mọi người con này thì cái phần nhựa này nè họ làm là dạng nhựa bóng luôn nhìn khá là cao cấp sang trọng á đây hai bên đó Thiết kế như vậy thì hãng họ gọi là Open Ear nó sẽ hơi khác một chút so với cái dạng earbud mà chúng ta hay đeo Thì mọi người đeo earbud đó, nó sẽ vẫn vô sâu trong tay một xíu Tuy nhiên là con này nó chỉ gá hờ ở bên ngoài thôi Nên là cái cảm giác đeo nó mang lại chúng ta sẽ cực kỳ thoải mái, nó không gây áp lực lên cái vành tay do đó là chúng ta có thể đeo nó lâu hơn và cái điểm đặc biệt nhất trên con này so với các đối thủ trong cùng tầm giá đó là thời lượng pin của nó lên tới 16 tiếng cho một lần sạc cũng như là kết hợp thêm với cái đốc này thì chúng ta có thời lượng sử dụng lên tới là 58 tiếng một con số cực kỳ ấn tượng luôn và đây là một cái chiếc tai nghe mình cảm thấy rất là phù hợp dành cho những bạn nào thích chơi thể thao một phần là do cái thiết kế ốc bình yên hồi nãy mình nói cũng như là nó có thêm một cái phần y e hút như thế này để nó có thể bám lên tay chúng ta không có sợ bị rơi rớt trong quá trình vận động Và cái chuẩn kháng nước của em này là ABS4 Nên các bạn lưu ý là chúng ta có thể chơi thể thao với mồ hôi cũng như là mưa nhẹ Tuy nhiên khi mà gặp mưa lớn hoặc là đem xuống hồ bơi thì không được nha anh em Tuyệt đối không nha Để mà điều khiển em này thì hãng họ trang bị một cái thanh ở đây Không biết mọi người có thấy rõ không nha Nhưng mà ở đây có một cái thanh màu đen như thế này Để chúng ta có thể điều khiển cái thanh này Theo hãng giới thiệu nó được trang bị cảm ứng lực Chúng ta có thể bấm hoặc là vuốt trên này để có thể thực hiện các cái thao tác chuyển bài tăng giảm âm lượng các kiểu rất là tiện dụng luôn mình thấy cái này khá là hay nó không có gây áp lực lên tay của mình ngoài ra để mà tinh chỉnh sâu hơn thì mọi người có thể tải về một cái app có tên là Oladense nó sẽ có mặt trên cả CH Play và App Store rồi bên trong em này thì được trang bị một cái driver có kích thước lên tới là 23mm và cái công nghệ mà hãng tự hào đó là Virtual Base 2.0 cũng như là 360 độ Superior Sound kết hợp thêm với cái khả năng tự điều chỉnh âm thanh tùy theo môi trường sử dụng thì uh, chiếc tai nghe này hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta một cái chất âm sống động hơn cũng như là khắc phục được cái điểm yếu đó chính là cái giải bass thường nó thiếu hụt trên những cái tai nghe dạng như thế này và dành cho những em nào đang quan tâm cái khả năng kết nối đa thiết bị thì em này có hỗ trợ luôn cả cái tính năng là Multi Point Connection ha. Đó, mình đang đeo em nó trên tay nè, mọi người thấy sao? Cá nhân mình thấy là nó cực kỳ thoải mái luôn Nếu bạn là một người yêu thể thao cũng như là muốn có một cái sự thoải mái nhất định Và có thể giao tiếp với mọi người xung quanh trong khi mà chúng ta vẫn đeo tai nghe Thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý và các bạn nên cân nhắc Oladance OWS Pro có giá tại thị trường Việt Nam là 7,6 lốt Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với tụi mình ha Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video